Phương Tây kêu gọi kiềm chế quanh nhà máy hạt nhân Ukraine. Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Mỹ kêu gọi kiềm chế quân sự quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do lực lượng Nga đang kiểm soát tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc điện đàm hôm 21 tháng 8 đề nghị các bên liên quan kiềm chế các động thái quân sự quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đồng thời tái cam kết duy trì ủng hộ đối với Kiev. Các nhà lãnh đạo nhất trí sẽ duy trì ủng hộ dành cho Ukraine để hỗ trợ nước này phòng thủ chống lại các cuộc chiến của lực lượng Nga. Phát ngôn viên Thủ tướng Đức thông báo về cuộc điện đàm. Lãnh đạo bốn nước Anh, Pháp, Đức và Mỹ cũng kêu gọi tổ chức chuyến thăm nhanh tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho các thanh sát viên độc lập của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Tuyên bố từ các nhà lãnh đạo phương Tây được đưa ra trong bối cảnh những khu vực quanh nhà máy Zaporizhia đang xảy ra hàng loạt cuộc giao tranh, trong đó cả Nga lẫn Ukraine đều đổ lỗi cho đối phương, làm dấy lên lo ngại xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ hơn cả Chernobyl năm 1986. Tổng thống Pháp Macron hôm 19 tháng 8 cho biết, người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý rằng các thành sát viên của IAEA có thể đến nhà máy hạt nhân để kiểm tra. Moscow trước đó yêu cầu nhóm thanh sát viên IAEA phải đi qua lãnh thổ Nga để tới nhà máy Zaporizhia, song sau đó cho rằng họ có thể tới địa điểm này qua ngã Ukraine. Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhia từ hồi tháng 3, nhưng cơ sở hiện vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Nhà máy có 6 lò phản ứng lớn, có khả năng cung cấp điện cho 4 triệu hộ gia đình. Nga và Ukraine gần đây liên tục cáo buộc lẫn nhau pháo kích vào nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuần trước cảnh báo bất cứ hành vi gây thiệt hại nào đối với nhà máy Zaporizhia đều là tự sát. Thấy gì từ cuộc tấn công vào mục tiêu Nga ở Crimea? theo giới phân tích nếu ukraine đứng sau hai cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự ở bán đảo crimea do nga quản lý điều này sẽ đặt ra một câu hỏi lớn về cục diện của cuộc xung đột theo tờ Asia Times, chỉ trong một tuần đã có hai cuộc tấn công lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở bán đảo Crimea do Nga quản lý. Các đám cháy đã phá hủy một bãi chứa đạn dược và máy bay quân sự và khiến 3.000 người phải sơ tán. Sau hai cuộc tấn công, nghi ngờ đổ dồn về phía Ukraine, nhiều người cho rằng chính Kiev đứng sau các sự kiện này. Trên tờ The Conversation, ông Christoph Bluth, giáo sư Viện Quốc tế và An ninh tại Đại học Bradford, nhận định các lực lượng Ukraine đã tấn công Crimea và bước đầu đạt được một số mục tiêu Kiev đặt ra ngoài ra các cuộc tấn công cũng đặt ra một câu hỏi lớn về khả năng ukraine giành lại được toàn bộ lãnh thổ sau khi xung đột kết thúc nga làm gì sau khi bị tấn công theo giáo sư bluth nếu đúng là ukraine đứng sau các cuộc tấn công điều này đã tạo ra một số lợi thế nhất định cho nước này trong cuộc xung đột nhất là khi kiev chuyển mục tiêu sang giành lại lãnh thổ ở phía nam trong đó trọng tâm là crimea Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã thay thế chỉ huy hạm đội Biển Đen chỉ 3 ngày sau khi căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea bị tấn công. Trong khi đó, các máy bay Nga đang được chuyển đến các căn cứ nằm sâu hơn bên trong bán đảo hoặc vào đất liền. Thành phố Sevastopol, nơi đặt sở chỉ huy hạm đội Biển Đen cũng đang trong tình trạng báo động cao. Các nhà chức tranh Nga đã thừa nhận rằng bom đạn được cất giữ trong căn cứ không quân Saki ở Crimea đã phát nổ vào ngày 16 tháng 8, song không nói rõ về thiệt hại. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh do các công ty độc lập ghi lại đã cho thấy tám máy bay phản lực quân sự của nga tại căn cứ đã bị phá hủy kế hoạch đánh du kích của Ukraine. Theo giáo sư Bluth, Nga xâm nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, dù Ukraine trước đó đã vạch ra kế hoạch giành lại toàn bộ lãnh thổ. Xong, một cuộc phản công như vậy là điều khiến ông bất ngờ. Ông nhận định Ukraine không có phương tiện để phòng thủ hiệu quả, nhưng hiện đang thiếu quân số và trang thiết bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Để củng cố lập luận của ông rằng Ukraine đứng sau cuộc tấn công ở Crimea, ông Bluth nhắc lại việc Kiev đang muốn khắc phục tình trạng thiếu hụt quân số bằng cách làm suy yếu khả năng của lực lượng Nga ở tiền tuyến. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết các kế hoạch bao gồm tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, đặc biệt là Crimea, nhằm làm suy yếu khả năng của các lực lượng Nga ở tiền tuyến. Ông Reznikov cũng chỉ ra các cuộc tấn công ở Crimea nhắm mục tiêu vào các máy bay và bãi chứa đạn dược của Nga. Trên tờ Washington Post, ông Reznikov nói, chúng tôi đang dùng chiến lược phá hủy kho dự trữ của Nga, hủy hoại kho hàng, trụ sở, khu chỉ huy của Nga. Nếu Ukraine đứng sau cuộc tấn công, liệu chiến sự có đảo chiều? nếu kiev đứng sau cuộc tấn công điều này đang chứng tỏ năng lực của quân đội ukraine đầu tiên nó cho thấy ukraine có khả năng triển khai lực lượng kháng chiến và lực lượng đặc biệt bên trong crimea và có thể là các vùng lãnh thổ khác để tấn công kiểu du kích vào lực lượng nga chiến thuật này khả năng cao sẽ khiến moscow tiêu tốn nhiều nhân lực và vật lực hơn và tạo ra lợi thế ở tiền tuyến cho ukraine Thứ hai, Ukraine không có tên lửa với tầm bắn có thể nhắm vào các căn cứ của Nga bên ngoài lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Vì vậy, đây là một chiến thuật mới. Điều này có thể tạo ra một cục diện mới trong cuộc xung đột. Khi Kiev giờ đây trở thành một vùng lãnh thổ không an toàn bị kéo vào cuộc chiến, một bước tiến có thể đe dọa sự kiểm soát của Nga ở miền đông Ukraine. Chuyên gia bàn về triển vọng Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ. Crimea là điểm nóng tranh chấp giữa Nga và Ukraine kể từ khi lên Xô tan rã. Tháng 2 năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý. Theo giáo sư Bluth, giới lãnh đạo Nga đang dần hiểu rằng an ninh của Crimea không còn được đảm bảo. Trong khi đó, rõ ràng Ukraine vẫn duy trì mục tiêu đẩy Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ, bao gồm Crimea, theo giáo sư Bluth ngày 19 tháng 3 năm 2021, gần một năm trước khi chiến dịch quân sự của Nga nổ ra, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông qua chiến lược giành lại Crimea và tái sáp nhập bán đảo này với phần còn lại của đất nước. Tuy nhiên, vào thời điểm đó không có triển vọng về một chiến dịch quân sự để đạt được điều này hiện nay khi nga và ukraine đang trong cuộc xung đột kiev nhấn mạnh quan điểm rằng nga phải rút hoàn toàn khỏi toàn bộ lãnh thổ ukraine tuy nhiên liệu kiev có thực hiện được các mục tiêu này hay không vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ các nhà phân tích ở Ukraine và phương Tây hiện tin rằng ở thời điểm này, chuyện Nga tham gia vào các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột là điều không thể xảy ra, bất chấp tình hình hiện tại ở Crimea. Thay vào đó, giáo sư Bluth nói rằng Crimea có thể trở thành một trở ngại lớn trong cuộc đàm phán. Giáo sư Bluth dự đoán các đồng minh có thể sẽ gây sức ép buộc Ukraine nhanh chóng kết thúc một cuộc xung đột kéo dài thay vì dồn sức để giành lại toàn bộ lãnh thổ. Một vấn đề khác khiến việc giành lại Crimea là điều dường như không thể đối với Ukraine là vì khu vực này có phần lớn dân số nói tiếng Nga, với 60% dân số là người Nga. Theo giáo sư Bluth, kết quả cuối cùng sẽ không chỉ phụ thuộc vào chiến dịch quân sự, mà còn phụ thuộc vào thái độ của người dân ở Crimea. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, phía Nga đã ba lần triển khai tên lửa siêu vượt âm Kinzhan ở Ukraine. Quan chức này nhận định, chúng đã phát huy hiệu quả rất tốt Cụ thể, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay nước này đã triển khai loại vũ khí trên 3 lần trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Sergei Sagu nhấn mạnh, các tên lửa Kinjan đều đã chứng tỏ được hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu có giá trị cao. Đồng thời, ông cũng ca ngợi chúng là những vũ khí không thể so sánh và gần như không thể bị hạ gục khi đang bay. Trước đó ngày 18 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ba máy bay chiến đấu MiG-31E được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhan đã được chuyển đến vùng Kaliningrad để thực hiện nhiệm vụ suốt ngày đêm. Trong đó, Kaliningrad, một khu vực ven biển Baltic của Nga nằm giữa NATO và các thành viên Liên minh châu Âu là Ba Lan và Litva, đã trở thành tâm điểm sau khi Litva quyết định hạn chế vận chuyển hàng hóa đến khu vực này qua lãnh thổ của mình. Theo đó, tên lửa Kinzhan là một trong hàng loạt vũ khí tối tân mới mà tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi năm 2018. Theo lời ông chủ điện Kremlin, chúng có thể tấn công hầu hết mọi điểm trên thế giới và né tránh lá chắn tên lửa do Mỹ chế tạo. Nga được cho là đã sử dụng tên lửa Kinzhan lần đầu tiên vào khoảng một tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2, tấn công một kho vũ khí lớn ở khu vực Ivano-Frankiv, miền Tây Ukraine.